không rồi à Hiền? Hiền ở đây tí nữa. Thứ nhất là xem cái khâu chuẩn bị chúng ta là thứ hai là đổi. Cổ tay tay ra thị trường. Khách của Giang có gội đầu không? Nãy mình chẳng nghĩ ra còn cái mai kiên nhỉ? Ừ thì vừa có khách body nhưng chị không nhận. Chị đẩy rồi, hai khách body chị đẩy xuống ấy rồi. Ờ vừa nãy không. Cái khác cơ. Thank you.
Thank you.